Em Tuấn HD xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì em lên sóng một số sản phẩm phụ kiện thanh lý giá hợp lý để cho các bác sử dụng. Các bác nào mà cần đến sản phẩm nào thì các bác cứ alo trực tiếp cho em Tuấn, số điện thoại của em đây, hoặc là nhắn qua Zalo cho em. Thì hôm nay em có một số sản phẩm, đó là yên xe này, giày lốp, pedal và mấy món linh tinh nữa. Thì em sẽ báo giá và quay chi tiết gửi tới các bác. Đầu tiên thì em có một bộ đèn đèn chiếu sáng, đèn trước và đèn hậu của thương hiệu Cắt Ai, thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật, người ta sử dụng rất là nhiều đấy nhá, hàng chính hãng. Bộ này thì sử dụng là pin sạc, sử dụng cổng sạc. Đèn trước thì cũng sử dụng cổng sạc này, và đèn sau cũng vậy, đèn hậu cũng vậy các bác nhé. Đèn hậu thì các bác sẽ tháo cái này ra đấy, nó có cái cổng lỗ sạc ở đây, sạc bằng sạc điện thoại như bình thường, sử dụng bình thường quá nhé. Đấy, đèn hậu này, đèn trước này. Bộ này em để là 1 triệu, mã số 1 là 1 triệu, gồm cả đèn trước đèn sau. Số 2 thì em đang dư được một hai bộ can của Shimano, can màu xanh, hàng chính hãng, hàng đã xài, gọi là mới, chắc là người ta mới chỉ lắp lên thử thôi. Hai bộ can, bộ này nếu các bác mua ở ngoài thì các bác sẽ phải bỏ ra tầm khoảng 400 cho tới 450 cho một bộ, kèm đủ ốc luôn cho các bác. Em để cho các bác chơi hai bộ này với giá là 400 hai bộ đấy nhá, rẻ hơn được một nửa nhưng mà hình thức thì còn đẹp, còn đẹp keng luôn. Đây là mã số 2 là 400. 400 hai bộ luôn. Số 3 thì em có hai bộ can của lúc. Hai bộ can chính hãng của lúc, một bộ là mới chưa bóc các bác nhá. Một bộ mới chưa bóc luôn. Và một bộ thì đã xài rồi. Đấy, xài rồi nhưng mà còn rất là ngon luôn. Hai bộ này thì em để là 500. Thôi em để luôn là 400 cho nó đồng giá với cả bộ Shimano. Các bác mua ở ngoài, nếu các bác mua bộ mới này, bộ mới các bác mua đã tầm khoảng 450 rồi. Đây em để cho các bác hai bộ, giá chỉ có 400. 400 nhé. 400 hai bộ. Nó số 3. Số 4 đây em có một đôi pedal của Shimano. Giá 1.350.000. Đôi này thì dùng một mặt cá và một mặt thường MTB các bác nhá. Một mặt cá và mặt thường, hàng này là hàng mới chưa bao giờ dùng. Mặt này là sử dụng cá này. Mặt này thì sử dụng với thường, giày thường các bác đi đạp bình thường được này. Đấy. Hàng chính hãng của Shimano, mới chưa bao giờ dùng. Giá 1.350.000. Bộ này thì kèm cho các bác luôn can. Can MTB luôn các bác nhá, 1.350.000. Mã số 4. Mã số 5 em có đôi pedal của BNC. Đôi này em bán 900. Đấy. Màu xanh của BNC luôn. Hình thức thì còn khá là đẹp các bạn. Hình thức khá đẹp. Đấy. Chữ nghĩa còn nguyên. Chữ nghĩa hai mặt là còn nguyên. Còn khá đẹp các bạn nhé. Trục thì mượt. Trục rất là mượt luôn. 900.000. Chiều này của nó là 6,5. Đấy, 6,5. Tầm khoảng 6,3. Và cái chiều này thì đo tới trục của nó là 11. 900. Các bạn nhé. Số 6 thì em có một đôi lốp. Lốp này đến từ thương hiệu Rovan. Hàng mới chưa bao giờ dụng. Rovan nó là một cái thương hiệu con của Specialized, nên là các bác nhìn ở trên này nó có dòng chữ Specialized này. Đấy. Rovan thì các bác không xa lạ gì với những cặp bánh carbon rất là nổi tiếng của thương hiệu
Specialized đã được sản xuất made in Thái Lan, chính hãng các bác nhá. Công ty của nó thì đặt nhà máy tại Thái Lan. Lốp này có size là 724. Đấy, Rovan và những cái dòng lốp của Edward rất nổi tiếng. 700 nhân 24. Dòng này là tanh lụa gấp được. Tanh lụa gấp được, và các anh nhìn cái lốp của nó duỗi ra nó phẳng lì như một tấm vải luôn. Hàng rất là cao cấp. Bên trong các anh nhìn bên trong cái lớp lót bên trong của nó này. Nó mịn như nhung luôn. Mịn như nhung các bạn. Lớp lót bên trong của nó nhìn rất là xịn sò luôn. 724 các bác nhá. Đôi này thì em để giá là 2 triệu. Mã số 6 là 2 triệu. Hàng mới chưa qua sử dụng luôn. Đấy, các bác nhìn duỗi cái lốp ra nó nhìn nó phẳng lì như này. Hàng rất là cao cấp ạ. 2.724.000. Lốp gấp, gấp vào rất là gọn. Rồi em sẽ quay đến mấy cái sản phẩm là giày. Giày em có một đôi Shimano RC3, đôi này size 42. Size 42E các bác nhé. Đôi này size 42 thì sẽ dành cho các bác có chiều dài bàn chân. Chiều dài bàn chân là khoảng 26,5. 26,5 trở xuống là các bác sẽ đi vừa. 42 thì 26,5 trở xuống. Tầm 26,3 là đẹp nhất các bác nhé. Một khóa này. Dòng RC3 nó là cái dòng ngon bổ rẻ của Shimano. Nó rất là bền. Đôi này là hàng dùng rồi. Nên là đế của nó là cũng có bẩn và có mòn rồi. Đấy, da rẻ xung quanh thì đây là trước bên phải nhá các bác nhá. Đấy, da rẻ xung quanh. Size 42. Còn đây là trước bên trái. Trước bên trái thì nó cũng có bị sờn nhẹ một chút ở góc. Đấy. Chớt một chút da. Đôi này em thanh lý là 1 triệu. 1 triệu các bác nhá. Đây, mã số 7. Mã số 7 là 1 triệu. Đôi này dùng rất là bền các bạn. Dùng rất là bền. Số 8 là một đôi của CD. Dòng này là dòng CD Genius. Size 41. Sản xuất tại Ý các bạn nhé. Hàng này hàng mới nguyên hộp chưa dùng. Đấy, hàng mới nguyên hộp chân phải này. Mới nguyên hộp thì quan trọng là về cái màu sắc và kiểu dáng thôi, chứ còn chất lượng thì các bác không phải lo ngại gì. Đấy, đấy là đế carbon. Size 41. Size 41 của CD thì nó sẽ nhỏ hơn những cái thương hiệu khác một chút. Nên là size 41 thì các bác có chiều dài bàn chân khoảng tầm 25. À xin lỗi các bác, là khoảng 24,5. Đấy. Cái lót bên trong của nó là khoảng 25,5 này. Thì các bác trừ hao đi một phân nhé. Thì là chân dài 24.5, 24,5 thì các bác đi vừa. Để các bác cứ lưu ý đo đúng theo cái size số và cái hướng dẫn size của em thì chắc chắn là các bác sẽ đi vừa. Chân 24.5 trở xuống là các bác sẽ đi vừa đôi này. Size 41 sản xuất tại Italy các bác nhé. Đôi này thì em bán là 2 triệu 2. Cái này là mã số 8. Mã số 8 là 2 triệu 2. Hàng chính hãng của Ý. Sản xuất tại Ý các bác nhé. Mã số 9 thì em có một đôi của Physics. Số 9 này. Đôi này em bán là 1 triệu 7. Physics, dòng này là Physics R5. 1 triệu 7 các bác nhé. Hàng mới nguyên hộp luôn, chưa dùng luôn. Physics thì nó thiên cả về chất lượng cũng như là cái kiểu dáng của nó rất là thời trang. Đấy, các bác nhìn này. Cái chất da của nó, da nó mịn lắm. Da nó rất là mịn. Dòng này sử dụng một khóa cài và hai khóa dán. Nhìn nó rất là thời trang. Phối màu trắng và màu ghi xám. Đẹp. Thiết kế cực đẹp luôn. Đấy. Sản xuất tại Italy các bác nhá. Made in Italy size 7 1/7 3/4. Tức là size châu Âu là 41,5. 41,5 à. 41,5 thì sẽ dành cho các bác
có chiều dài chân là 25 các bác nhá. Chân các bác dài 25 trở xuống là các bác đi mẫu này đẹp. Đấy. Hàng mới chưa dùng luôn. Bộ đôi này đi rất là cảm giác rất là mềm. Da rẻ nó rất là mềm. Vải này. Rất là thoải mái luôn. Rất là thời trang, rất đẹp. 1 triệu 7 thôi các bác nhé. Mã số 9. Rồi em sẽ quay đến sản phẩm, mấy sản phẩm yên xe ngày hôm nay. Đấy, yên xe thì ở đây em có một chiếc yên của Physics. Dòng này là dòng Alien VS. Đấy, đế carbon, gọng kalium. Gọng là gọng mà không gỉ của Physics. Gọng kalium này. Da rẻ xung quanh đẹp các bác nhé, không chảy xước. Da rất đẹp luôn. Cái này em để là 1 triệu mốt. Mã số 10 là 1 triệu 100. Size của cái yên này nó là ngang là 14. Ngang 14 và dài là 27. Ngang 14 dài 27. Dòng yên này dáng ngồi rất là thoải mái, nó gần tương tự như những cái dòng yên ngựa ấy. Nó hơi cong cong một chút. Và mút thì chắc chắn là êm rồi, rất êm. 1 triệu 100. Số 11. Số 11 là một chiếc yên của Seoli Italy, Seoli Italy chính hãng của Seoli Italy các bác nhá. Sản xuất tại Ý. Đấy. Đế là đế carbon này. Và gọng của nó là gọng titan. Yên rất là chất lượng, dòng yên bút rất là mềm luôn, rất là êm. Và yên thì thiết kế theo cái form dáng đời mới của Seoli Italia bây giờ. Đây là form dáng mới nhất của hãng. Nó thành hai cái phần riêng biệt ở hai bên như này. Đấy. Hai phần riêng biệt như này. Đế carbon này. Gọng titan. Titan 36. Chiếc này em để là 2 triệu 2 các bác nhá. Với cái bề ngang của nó là 13. Đấy, bề ngang 13. Và chiều dài yên là 25. Yên đời mới nhất của Seoli Italy. Có mã là SP01. Đấy. Yên đời mới nhất. Thiết kế rất là đẹp. Mã 12. 12 em có một chiếc yên của Seoli Italy. Dòng này là dòng Model X. Đấy, cái form dáng cũng thiết kế đời kiểu đời đời mới hiện đại. Lắp lên xe rất là chất, rất là đẹp. Cũng là yên bút các bác nhá. Con này nó có cái ngang là 145. Và dài của nó là 2 245, ngang 145 dài 245. Đế là đế thiết kế nguyên khối. Đế nguyên khối và cái phần mút bên trên này nó là thiết kế kiểu đời mới. Công nghệ mới nó sẽ dán trực tiếp cái phần đế này vào cái phần mút trên này vào cái phần đế này. Đấy. Nó thiết kế nguyên khối các bác nhá. Nguyên là một khối luôn. Cái này em để là 1 triệu 500, mã số 12. 13 thì em có một chiếc yên của TNI. Cái này em để là 800. Form dáng rất đẹp. Form dáng nó sẽ vát sang hai bên. Đấy. Đế cũng là đế cao su đúc nguyên khối luôn. Các bác nhìn cái cao su của nó đúc thành một khối luôn này. Rất là bền đấy. Và trên đỉnh này nó sẽ là những cái vân 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 chấm 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 chấm. Nó không phải là bề mặt bằng phẳng đâu mà nó sẽ lồi lõm các bác nhé. Đấy, nó thành những cái vân vân này, các bác nhìn trên cái mặt phẳng này. Nó lồi lõm chứ nó không phải là một cái mặt phẳng. Ngồi lên mông thì cũng rất là hay đấy. Cái này nó có bề ngang là 14,5. Ngang 14,5. Và chiều dài là 26 các bác nhá. Đấy, cái này em để là 800, mã số 13. Mã 14 là em có một yên Physics. Yên này phối màu đỏ trắng. Đấy, dòng này thì ngang của nó là 13 này và chiều dài là 30. Ngang 13 dài 30. Đế carbon. Đế carbon các bác nhá. Physics sản xuất tại Italy. Đế carbon gọng của nó gọng kalium. Gọng không gỉ kalium. Ngang 13 dài 30. Giá 1 triệu 2. Màu sắc thì là màu trắng đỏ phối với nhau như này. Da rẻ đẹp các bác nhá. Da rẻ đẹp.
Đấy, những cái này là những cái dòng chữ nó bị mờ đi thôi, không có sờn rách gì đâu. 1,2 triệu. 15 thì em có một chiếc yên của Seoli SMP dòng yên mổ quạ, và đây là một cái phiên bản rất là đặc biệt, phiên bản kỷ niệm 70 năm. Phiên bản kỷ niệm 70 năm các bác nhá. Hôm trước thì cái yên này có bác khách bác cái chốt, nhưng về sau thì bác ấy một vài vấn đề thì bác ấy lại hủy kèo, nên là hôm nay em đăng lại. Đấy. Yên Seoli SMP, yên mổ quạ bản kỷ niệm 70 năm rất là hiếm, rất đáng để các bác sưu tầm. Bác nào mà lắp xe cổ vào cái yên này mà lắp xe cổ thì cũng quá tuyệt vời. Đấy. Thêu dòng chữ 70 năm ở trên yên này các bác nhá. Đây là da thật. Và cái dòng chữ này là dòng chữ thêu 70 năm. Đấy. Đế của nó này. Đằng sau nó cũng có dòng chữ 70 năm kỷ niệm. Đấy. Dòng chữ kỷ niệm 70 năm ở đây. Hai bên. Chính hãng của Italy các bác nhá, 100% made in Italy. Đấy, gọng là gọng inox. Và đằng này nó có một cái đuôi, có một cái đuôi cũng là Seoli SMP made in Italy. Cái đuôi rất là đặc biệt. Mà chỉ những dòng yên cao cấp của Seoli SMP nó mới có cái đuôi thôi. Đấy. Cái này em để là 2 triệu rưỡi các bác nhá, 15 2 triệu rưỡi. Cái này có bề ngang của nó là 13 và chiều dài yên nó là 27 cm. Cái này thì chắc chắn là các bác sẽ phải mặc quần bỉm thì các bác mới ngồi được, và cái này thì hầu như là cũng để lắp xe cổ, xe sưu tầm này. Kỷ niệm 70 năm, phiên bản kỷ niệm 70 năm. Cực kỳ hiếm luôn. Ở Việt Nam thì em chưa thấy cái thứ hai. Chưa thấy cái thứ hai ở Việt Nam đâu các bác nhá. Đây có một chiếc yên của thương hiệu Pro. Pro là thương hiệu của Shimano, giá 1 triệu mốt. Cái này em đánh mã là mã số 16. Cái này đế của nó thì là đế của Seo Italy. Đế của Seo Italy. Dòng yên gel các bác nhá. Với cái bề ngang của nó là 13,5 và chiều dài là 28. Đấy, yên gel rất là mềm luôn. Yên gel rất là mềm đấy. Form dáng rất đẹp. Cuối cùng thì em có một chiếc yên của thương hiệu Seoli Italy. Dòng này là dòng yên gel. Cái yên này hôm trước em có gửi cho khách. Dòng này là dòng Seoli SLR Max. Yên thì cực êm luôn. Mút rất là dày và êm. Hôm trước em có gửi cho khách, nhưng mà do cái quá trình vận chuyển đi, vận chuyển về, khách không bom không lấy hàng, bom hàng. Ngang là 14,5 và dài là 27,5. Vận chuyển đi, vận chuyển về nên là nó có bị chảy xước các bác nhá. Đây này. Trên cái mặt da ở trên đỉnh này nó bị sờn hết. Sờn một chút ở cái phần da này nên là nó bị bẩn. Nó bị sờn nên là nó bẩn, nó bám bẩn và nó thành cái vết đen như này. Cái này thì nếu các bác vệ sinh thì nó sẽ trắng lại thôi, nhưng mà nó bị sờn nhẹ cái phần mặt trên này. Đấy, các bác nhìn đúng không ạ? Nó bị sờn nhẹ. Cái này nếu mà còn đẹp ấy, còn đẹp nó bán tầm khoảng 1,8 triệu, 1,8 triệu, 1,9 triệu. Seoli SLR Max. Nhưng mà nó bị lỗi này rồi. Bị lỗi này rồi thì em sẽ thanh lý cho các bác giá là 1 triệu các bác nhé. Đây em đánh mã là mã số 17, giá là 1 triệu, rất là hợp lý để cho bác sử dụng. Dòng này ngồi thì êm miễn bàn rồi các bạn. Ngồi êm miễn bàn rồi, nó là dòng yên gel mà. Đấy. Êm miễn bàn. Các bác về các bác vệ sinh đi giúp em các bác nhé. Các bác dùng cái xà phòng các bác đánh sạch đi giúp em là được. Đấy. Rồi thì em đã giới thiệu đến một vài những cái sản phẩm ngày hôm nay, thì em thanh lý giá hợp lý để cho các bác sử dụng. Bác nào mà quan tâm đến sản phẩm nào thì các bác cứ alo trực tiếp cho em Tuấn các bác nhé. Số điện thoại em Tuấn là 0888 391992. Giá này là giá em đã bao ship rồi. Em miễn ship, bao ship toàn quốc. Các bác nhận hàng kiểm tra đúng mô tả của em thì các bác mới phải thanh toán. Và video ngày hôm nay thì em xin phép được kết thúc. Xin chào tất cả mọi người.